Hey, xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại bếp mới nha. Đó là iSupport hay còn gọi là mọt ẩm nha các bạn. Trước mắt chúng ta là ba cái hộp. Đang nuôi tầm 3 đến 4 loại iSupport. Đây là một cách setup hộp nuôi iSupport rất là đơn giản nha. Chúng ta sẽ cùng xem nhé. Đây, dòng này là dòng Hoen nha. Gọi tắt là vậy, chứ cái tên khoa học của nó thì khá là dài. Rồi Organ là bởi vì nó màu cam, rất là đặc trưng nha. Mình nên zoom lên cho các bạn xem. Đấy. Đây là loại bếp mới khá là phổ biến ở nước ngoài và đang du nhập vào Việt Nam nha các bạn. Trong thời gian qua, có rất nhiều các hội nhóm trên Facebook cũng chơi dòng này nha. Đấy. Cho nên thấy là môi trường sống sẽ là gồm có đất nền, ngâm khô hay còn gọi là dớn để mà xịt giữ ẩm, với một miếng lá khô cho các bé ăn luôn, và giá thể lên giống như một miếng gỗ vậy đó. Cho nên thấy bây giờ mình sẽ tiến hành thay đồ ăn cho các bé. Đồ ăn chủ yếu của mọt ẩm thì là cũng sẽ ăn trái cây, dưa leo. Giống như hôm qua mình bóc này là chôm chôm nè. Chôm chôm thì mình để khoảng nửa ngày thôi, mình phải thay rồi. Nuôi mọt ẩm thì đương nhiên như cái tên của nó là cần có ẩm nha các bạn. Vì vậy nên thường xuyên là chú trọng về phần đồ ẩm. Và loại này nó sẽ hô hấp qua cái môi trường ẩm được giữ trong cái ong khô nha các bạn. Mình đã lấy đồ ăn cũ ra, và bây giờ mình sẽ tiến hành xịt ẩm. Xịt chủ là lên cái góc của cái dớn khô nha, cái ong khô nè. Đây, xịt nhiều hơn là so với mình nuôi nhện. Nhện anh thì chỉ cần một góc thôi, tại vì nhện thì chỉ cần một góc này. Mình sẽ ập phục xịt ẩm nhiều ở đây. Đây, cái bên thì là một dòng khác, dòng câu hay còn gọi là bò sữa, với một bé nữa xem bớt gì đó. Nói chung là mọt ẩm rất là nhiều tên, cho nên mình sẽ hướng dẫn sau cái phần đọc tên ở trên một clip khác nhé. Hôm nay mình chỉ hướng dẫn là cách set up một cái hộp nuôi iSupport thôi. Đây. Các bạn nào mà đam mê cái loại bếp mini như nhện, bò cạp, sa mạc thì iSupport cũng là một lựa chọn mới nha các bạn. Đấy. Màu rất là đẹp nha. Dòng này cũng khá dễ sinh sản. Mình cứ nuôi giống y chang như dán Dubia mà rồi Red Runner. Cứ đi tạo môi trường tốt là nó sẽ sinh sản nhiều thôi. Đây. Ngồi mà nhìn mấy bé này cũng ghiền lắm các bạn. Bên này cũng vậy. Nhớ là trái cây để thì tầm nửa ngày phải thay. Dưa leo thì có thể để được cả ngày. Bên này là một dòng khác nữa nha. Wow. Đấy. Chúng ta thử đánh đèn vô coi. Wow. Nhìn rất là hấp dẫn bắt mắt nha. Đây các bạn nhìn kỹ nhé, đất sẽ gồm có đất nền, ong khô, một miếng vỉ trứng để mà làm cái hang trú cho các bé. Đây, tụi nó sẽ núp ở trong cái này rất là nhiều nè. Nó thích chỗ ẩm nên nó sẽ trốn cho trong ẩm. Đồ ăn chính thì sẽ là gồm dưa leo thôi. Wow, rất là đẹp nha. Nhớ để lá khô luôn, để nó cứ vừa ăn thực vật và ăn lá cây. Sau vài ngày nữa mình sẽ quay lại clip này thêm để mà các bạn thấy là cái lá nó bị mấy con này đục rất là vui nha.
cũng tương tự giống như mình nuôi bọ bên bọ cánh cứng hay là các loài côn trùng khác. Rồi sau này sẽ có thêm bà nhiều clip nói về dòng này nhé các bạn, cứ chờ xem. Mô hình này mình đang nuôi thử ở bên Campuchia, còn Việt Nam thì nuôi nhiều rồi. Nếu các bạn Việt Nam muốn chơi thì cứ liên hệ, bên Cam thì cũng vậy, đang du nhập vô. Đấy. Vậy là xong 3 phần 3 hộp export rồi. Sẵn mình sẽ quay luôn một loại vét mới nữa, cũng là dòng option khổng lồ, option châu Phi. Cũng phải thay. Chôm chôm hôm qua mình cắt nhỏ ra cho ăn lắm. Một hộp nuôi option châu Phi thì cũng gồm có đất nện, cái gì đó trang trí và chiếu là cái này đều với ẩm. Chúng ta sẽ đào bới nhẹ nhàng thôi, thoáng nhìn qua bên này thật là ghiền chứ. Đây một bé option châu Phi mà size này còn nhỏ nha. Đây. Dòng này thì setup như vậy thôi, cũng đơn giản y chang nha, support luôn. Chờ xem khi nào mấy bé này đẻ nha các bạn, cũng miếng lá lên. Ok, các bạn nào mà xem clip thấy hay á thì nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của Vesso các bạn, cũng như có nhu cầu chơi pet gì cứ liên hệ cho nó, sẽ có chia sẻ lại kinh nghiệm lẫn bé nuôi luôn nha. Này. Rất là thú vị chứ bộ môn iSport và Option châu Phi nha các bạn. Này. Bây giờ mình sẽ vệ sinh cái chén này rồi mình sẽ đặt đồ ăn vô. Các bạn nhớ đón xem các clip khác về thú cưng của bé sau nhé các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nhé. Bye bye.